chào các bạn nhé, xin chào các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của anh Đội này. Hôm nay thì em có nhận được hai cái mẫu vòng bi, nó một bác khách gửi lên cho em để mà dệt thành hai cây dao vân da chuyên chặt và một cây dao bầu. Thì trong quá trình dệt dao thì em sẽ quay lại chi tiết cho các bác để làm sao mà có thể xem được hết những công đoạn mà người thợ dệt thúc xem làm ra hai cây dao bằng vòng bi các bác nhé. Đấy, thì hầu hết là các loại vòng bi ở trên thị trường bây giờ ấy, thì có những loại vòng bi thì không có thể làm được dao, và có những loại làm được dao vì là trong quá trình em rèn lên sản phẩm dao ấy, thì em cũng không biết là loại nào nó sẽ tốt, nhưng mà trong lúc mà mình rèn thì sẽ thử loại nào tốt hơn và loại nào ok hơn thì mình sẽ bắt đầu mình làm. Đấy, thì các bác cùng em quá trình rèn hai cái dao các bác nhé. Đây thì nhà em sẽ cho vào nhóm lửa đây, thì nhà em sẽ cho vào để rèn. Đây, ở đây thì em sẽ bắt đầu nhóm lửa. Cái này lò này thì nhà mình sẽ thiết kế thôi. Ở đây nhiều hết tất cả những lò rèn của bà con người dân tộc Vùng An ở đây thì hầu hết là tự thiết kế lấy. Ở đây thì trong quá trình rèn đấy thì em sẽ lấy một ít than củi để mà mồi cho lửa lên, thì bắt đầu mới cho than đá. Thì các bác biết đấy, cái nhiệt lượng của than đá nó sẽ cao hơn than củi rất là nhiều, cho nên là cái lúc rèn thì mình sẽ dùng bằng một nửa bằng than củi và một nửa cái bằng than đá. Ở đây thì em sẽ mồi cho lửa nó lên, bắt đầu mới dùng than đá các bác nhé. Mình cho than đá xuống để nung sắt. Trong quá trình này thì nghĩa là than đá này thì được nhà em nhập từ Quảng Ninh lên, nó khai thác từ lò. Cái than rèn lại than công nghiệp khác nha các bác nhé. Thời gian than củi nó đã cháy hết thì mình sẽ đập cái than đá cho nó tan ra để mình dễ bắt lửa hơn. Than đá nó vỡ vụn ra thì mình làm nó dễ hơn. Mình sẽ cho vào, khi nào nó đỏ thì mình sẽ mang ra uốn cho nó thẳng nhé mọi người. Bây giờ chỉ đợi cho nó nóng đỏ thôi mọi người. Giờ chỉ bắt đầu chờ đợi thôi. Trong khi rèn ấy thì hầu hết ở đây thì mình sẽ rèn bằng cái máy búa này. Đây này, máy búa này thì cái trong lúc mình rèn ấy nó khá là ồn, chỉ trong những cái lúc tính như này thì mình mới có thể quay và chia sẻ được cho mọi người. Ở đây thì các bác biết đấy, vòng bi là một trong những cái chất liệu nó khá là cứng và bền, cho nên là nếu mà các vòng bi nào mà làm được sản xuất ra dao ấy nó tốt thì dùng nó sẽ rất là được lâu. Còn hầu hết thì cái trường hợp mà em mới gặp rất là nhiều lần rồi, đấy là cái vòng bi hiện tại, vòng bi mới bây giờ là cho vào lửa này thì nó sẽ tự nứt toác ra, nó sẽ không kết hợp được để mà tạo thành một miếng thép để mình rèn dao. Cho nên là bây giờ em cũng rất là cẩn thận để mà làm sao để mình nung nó lên để mình sẽ thử ra xem lúc mình đập ấy thì cái thép nó có kết cấu không, hoặc là nó có bị vỡ vụn ra không. Nếu mà nó kết cấu nó dẻo thì mình có thể rèn được dao, còn nếu mà nó vỡ vụn ra thì mình sẽ bỏ sắt vụn các bác nhé. Thì thế cho nên là những cái sản phẩm làm từ những vòng bi ấy, thì có giá thành sẽ cao hơn và cái công làm nó sẽ mất công hơn rất là nhiều. Đấy, đây thì đợi khoảng một lúc nữa thôi thì mình sẽ bắt đầu cho vào máy này, máy búa này để rèn. Thực ra là mình cũng chưa giới thiệu cho các bác, ở đây thì máy búa nhà mình ấy thì cũng đã mua rất là lâu rồi, cho nên là để phục vụ về những cái công đoạn như này. Công đoạn này là công đoạn đập và cán mỏng thép ra thì để nó đỡ cái sức người hơn. Ngày xưa nhà mình làm ấy thì hầu hết là đập bằng tay, cho nên là những cái sản phẩm của mình ấy thì nó sẽ không được đều mà nó đẹp và mất sức hơn rất là nhiều. Đấy. Sau vài phút chờ đợi thì sắt đã đỏ rồi thì mình sẽ mang ra đây để đập thẳng nó ra các bác nhé. Đây.
tiên là mình sẽ đập thẳng nó ra để mà đi cho vào máy về mình sẽ dễ hơn. Sau khi đập thẳng thì sẽ có miếng thép như này để mình cho vào lửa để nung tiếp để làm đập phẳng cái công đoạn đập phẳng thì bây giờ mình sẽ dùng máy để làm nhanh hơn. Vừa nãy đầu video ấy thì em có giới thiệu cho các bác là cái vòng mỏng hơn này là một con dao thái, nhưng mà dao thái đầu lọc, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nếu mà mình rèn hai con như vậy thì nó sẽ lấn lộn trong video, nó sẽ không hay. Thế nên là mình sẽ tách ra để làm một con dao chặt, và video sau thì mình sẽ làm một cây dao thái bầu lọc cho các bác nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ ra để làm trực tiếp một con dao chặt thôi, cho các bác cùng siêu ngưỡng từ A đến Z về công đoạn làm ra những cây dao chặt của Phúc Sen Cao Bằng các bạn.
khi định hình được phôi rồi thì mình sẽ bắt đầu cuốn cái tông vào nhá. Cái này gọi là cái chuôi tông. Mình đang cuốn cái chuôi cầm của nó.
Ok rồi các bác. Ở đây thì sau một quá trình rèn khô thì mình cũng đã tạo được cái phần khô của con dao rồi. Bây giờ mình sẽ mang đi cắt này, cắt để con dao thấy vuông vắn hơn. Ok. Giờ chỉ đợi cho nó nguội thôi là mình sẽ mang đi ra để mài.